Qua cơn bỉ cực, bốn con giáp càng khổ càng giàu, đúng sau mùng 1 tháng 7 âm cực đỏ trúng số liên tiếp. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Phong Thủy Phát Tài, kênh chuyên về tử vi phong thủy và chiêm tinh mệnh số. Quý vị thân mến, một thùng có thể chứa được bao nhiêu nước tùy thuộc vào thanh gỗ ngắn nhất. Trên thực tế cũng vậy, nhiều người cố gắng bù đắp mọi thứ nhưng lại không bù đắp được khuyết điểm của bản thân. Giống như ở nhà bị rò rỉ nước, bạn lấy một cái chậu bị hỏng để ngăn chặn, nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết được vấn đề, kết quả là nhà vẫn ướt. Nhưng có một số người bù đắp những khuyết điểm của mình bằng cách không ngừng học hỏi, nhờ đó sự nghiệp suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Còn những người quá lười vận dụng bộ não của mình thì sẽ tồn động hết khuyết điểm này đến khuyết điểm khác, cuối cùng cả đời chẳng làm được gì. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng phong thủy phát tài đi tìm hiểu về bốn con giáp càng khổ càng giàu trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới, xem liệu mình có nằm trong danh sách này hay không quý vị nhé. Để biết được đâu là top 4 càng khổ càng giàu mùng 1 tháng 7 âm lịch tới. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu tổng quan vận số 12 con giáp. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi Tý. Sự nghiệp tuổi Tý, bản mệnh tuổi Tý trong tử vi tháng 7 mở ra cơ hội vàng để thể hiện năng lực và khẳng định bản thân trong công việc. Bạn sẽ được giao phó nhiều trọng trách quan trọng đây là cơ hội để bạn chứng minh khả năng và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp đồng thời nỗ lực và cống hiến của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với thu nhập tăng cao và cơ hội thăng tiến rộng mở tuy nhiên đi kèm với cơ hội là những áp lực không nhỏ khối lượng công việc gia tăng đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ và nỗ lực hết mình bạn cũng cần lưu ý giữ bình tĩnh khéo léo trong giao tiếp để tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp đặc biệt là những kẻ ganh ghét và đố kỵ với thành công của bạn tài lập tuổi Tý tiểu vi tháng 7 Đông Phương của 12 con giáp trái ngược với những điều không mấy tích cực về công việc Tý lại đón không ít tin vui về đường tài lập các sao tiểu vi tốt giúp những chú chuột có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc đúng chỗ thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ Việc kinh doanh của người tuổi Tý đang làm chủ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc chi tiêu hợp lý, tránh hoang phí và những khoản đầu tư mạo hiểm, lên kế hoạch tài chính rõ ràng và khoa học để sử dụng tiền bạc hiệu quả. Tình duyên tuổi Tý, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Tý âm lịch, tâm hợp dành cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào thú vị trong tình yêu mà ít khi bạn có được sự cảm thông của người ấy thật sự là niềm an ủi lớn cho bạn khi đối mặt những khó khăn trong cuộc sống quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là có người thấu hiểu và bao dung cho mình bạn càng nhận rõ ra giá trị của những điều đó trong tháng này khi nó mang lại cho bạn cuộc sống im đềm hạnh phúc mà bạn muốn những cặp đôi có thể đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới giúp bạn và người ấy cảm thấy cuộc sống luôn có những điều hay ho, thú vị để cùng nhau khám phá. Nếu bạn vẫn còn độc thân, hãy mở lòng và tạo cơ hội cho bản thân tìm kiếm tình yêu đích thực. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi sửu, sự nghiệp tuổi sửu, vận trình công việc của tuổi sủ trong tử vi tháng 7 không quá thuận lợi, bạn có thể đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ đồng nghiệp, có thể liên quan đến chức vụ, ảnh hưởng hoặc uy tín cá nhân. Điều này gây ra áp lực lớn, bạn cần hết sức thận trọng trong hành động, để tránh công sức bị đổ sông đổ biển tuy nhiên với tính cách lạc quan thoải mái của mình bạn có thể vượt qua được những áp lực này nhất là khi chính quan soi đường bạn chỉ cần làm theo lời chỉ dẫn cũng đã được hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp hơn nữa tháng này bạn còn có sự ưu ái và nâng đỡ từ cấp trên những trọng trách được giao sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ không còn mệt mỏi căng thẳng như trước Tài lập tử sủ, trong tiểu vui tháng 7, dòng tiền của bản mệnh chỉ chảy chậm hơn đôi chút, nhưng vẫn đủ để đảm bảo cuộc sống. Bạn cảm thấy biết ơn khi vẫn còn nguồn thu nhập ổn định. Điều này giúp bạn tránh được những biến động lớn trên thị trường tài chính. Trước đây, bạn từng có những lúc khá liều lĩnh, đẩy bản thân vào những tình huống rủi ro và căng thẳng không cần thiết. Tuy nhiên, cơ hội thành công lại không cao tình duyên tuổi sủ tình duyên trong tử vi tháng 7 của người tuổi sủ mang nhiều tín hiệu tích cực nhờ sự hài hòa trong ngũ hành đời sống gia đình cũng như tình cảm đôi lứa của họ thêm phần ấm áp và hạnh phúc phụ nữ tuổi sủ được coi là những người vợ hiền đảm đang nhận được sự yêu thương và trân trọng từ chồng Cuộc sống vợ chồng của họ trở nên đáng mơ ước, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Họ biết cách cư xử công bằng, đặc biệt là với trẻ nhỏ trong gia đình. Bên cạnh đó, người tuổi sủ cũng có thể mở rộng các mối quan hệ xã hội, tìm kiếm những người bạn mới để có những khoảng thời gian vui vẻ, hài hòa. Các mối quan hệ này sẽ góp phần làm đời sống của họ thêm phần phong phú. Đối với những người tuổi sủ đang độc thân, tháng 7 này là cơ hội để tiến triển các mối quan hệ. Những mối nhân duyên tốt đẹp có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, đơn giản, từ đó dẫn đến những mối tình lâu bền. 3 tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi Dần. Sự nghiệp tuổi Dần trong tử vi tháng 7 này, người tuổi Dần có xu hướng muốn tự chủ và độc lập trong công việc. Bạn có thể cảm thấy khó chịu khi nhận ý kiến đóng góp từ người khác, vì có cảm giác điều đó sẽ làm chậm tiến độ công việc. Tình trạng này có thể là do bạn vẫn thường xuyên tìm kiếm động lực bên ngoài nhiều hơn là phát triển động lực từ bên trong. Vì vậy, bạn cần tập trung vào việc tự tìm ra đam mê và mục đích cho chính mình, khi đó bạn sẽ tự giác và kỷ luật hơn trong công việc thay vì chỉ dựa vào cảm hứng, cảm xúc. Tài lập tử dần, bản mệnh tử vi tháng 7 này có thể đối mặt với một số khó khăn về tài chính, tuy có cơ hội kiếm được tiền nhưng cũng phải đối mặt với các khoản chi phí bất ngờ như chi phí tăng lễ, đám cưới, sinh nhật hay thăm người ốm. Đại hao xuất hiện khiến tuổi dần khó khăn hơn trong việc kiểm soát chi tiêu. Việc mua sắm quá nhiều món đồ có giá trị cao khiến nhiều người rơi vào tình trạng thiếu tiền vào cuối tháng. Tình duyên tuổi dần Đối với người tuổi dần trong tử vi tháng 7 đông phương trong 12 con giáp, vận trình tình cảm trong thời gian này chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sự xung khắc của ngũ hành, các cặp đôi có thể gặp phải nhiều mâu thuẫn và căng thẳng kéo dài. Còn những người độc thân mặc dù rất quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp, khiến tuổi dần cảm thấy thất vọng. 4. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi mão. Sự nghiệp tuổi mão tam bích đây về cung đông bắc chấp tuổi mão trong tử vi tháng 7 dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều đắc rối thị phi. Nhất là những Nga đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tình hình cạnh tranh ở nơi làm việc có thể trở nên gây gắt phức tạp hơn. Dù họ có nỗ lực rất nhiều để được công nhận, nhưng lại thường nhận về những phản hồi tiêu cực. Thay vì thăng thăng trách phận, người tử mão nên dành thời gian để đánh giá lại bản thân một cách khách quan. Tuổi mão cần nhận ra rằng không ai là hoàn hảo và không nên tự mãn với những gì mình đã có. Ngoài ra, tuổi mão nên coi đây là cơ hội để học hỏi thêm, bổ sung kiến thức ở những lĩnh vực để vững vàng hơn. Tài lập tuổi mão Trong tử vi tháng 7 này, bản mệnh cần đặc biệt cẩn trọng về khía cạnh tài chính. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến bạn có xu hướng chi tiêu nho nhỏ mà không tính toán kỹ. Mặc dù vẫn có những khoản chi tiêu cần thiết, nhưng bạn nên tiết kiệm trước và chỉ mua sắm số tiền còn lại để tránh việc không để dành được đồng nào. Việc chi tiêu luôn có thể xảy ra những vấn đề ngoài kế hoạch, do đó khi nào cũng nên chuẩn bị một khoản dự trữ để không bị rơi vào tình huống khó khăn. Tình duyên tuổi Mão Ngũ hành xung khắc khiến cho tình duyên tuổi mão trong tử vi tháng 7 gặp không ít chắc trở, cặp đôi dễ bị lục đục. Người độc thân cũng không cảm thấy hào hứng lắm với các cuộc hẹn hò diễn ra trong tháng, chỉ vì tâm trạng của bạn không được vui vẻ. Nhất là nếu bạn từng có những ấn tượng không tốt sau vài làm gặp những người mà bạn được giới thiệu, các mối quan hệ mới cũng không diễn ra như mong muốn. Bạn cũng có thể xích mích với người lớn tuổi hơn chỉ vì một sự hiểu nhầm nhỏ năm tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi Thìn. Sự nghiệp tuổi Thìn, tuổi Thìn tháng 7 trong tử vi 12 con giáp sẽ gặp nhiều gián đoạn trong công việc. Do không xác định được mục tiêu cụ thể, bạn sẽ thường xuyên hoài nghi năng lực của mình và khó thật sự đạt được hiệu quả như mong muốn. Thiên quan khiến công việc liên tục bị gián đoạn, khó có thể suôn sẻ như kế hoạch. Trong giai đoạn này, bạn nên thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với những người giúp đỡ mình. Tà lập tử thìn, tình hình tài chính của tử thìn trong tử vi tháng 7 không mấy dư giả trong tháng này. Những khoản chi phí bất ngờ có thể gây áp lực lên tài chính cá nhân. Bạn cần cố gắng duy trì mức tiêu dùng hợp lý, quản lý chi tiêu thận trọng để tránh lãng phí. Xu hướng hào phóng quá mức của bạn cũng khiến túi tiền nhanh chóng trở nên rỗng. Vì vậy, bạn cần tập trung vào việc tiết kiệm và cân nhắc các kế hoạch đầu tư dài hạn một cách cẩn trọng. Tình duyên tuổi thìn Với những người đang trong mối quan hệ này, việc bạn đặt công việc lên hàng đầu có thể gây ra rắc rối nếu người ấy không thể thấu hiểu và thông cảm. Do đó, bạn cần cố gắng bày tỏ và chia sẻ nhiều hơn để người ấy có cái nhìn bao dung hơn. Đối với những người độc thân, tử vi tháng 7 cảnh báo bạn cần cẩn trọng với việc yêu hết mình để không đánh mất chính mình trong các mối quan hệ. 6. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi tỵ Sự nghiệp tử tỵ trong tử vi tháng 7 này, tuổi tỵ sẽ được thái âm các tinh ủng hộ, đặc biệt tốt cho các mệnh nữ, bạn sẽ nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp, có thể là một chức vụ mới hay cơ hội phù hợp hơn. Ngoài ra, nhờ tư duy thông minh, cẩn thận và đúng đắn, bạn sẽ đạt được những thành tích nổi bật. Môi trường làm việc thoải mái giúp bạn tập trung hơn và tăng năng suất. Tuy nhiên, đôi lúc bạn cảm thấy trống rỗng trước những lời khen ngợi. Điều này cho thấy thành công chưa thực sự phản ánh bản thân bạn đã đến lúc bạn cần lắng nghe chính mình nhiều hơn, từ đó điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp. Bạn cần nhận ra rằng khái niệm thành công là khác nhau giữa mọi người. Nếu chưa tìm được đam mê thật sự thì sẽ dễ cảm thấy lạc hướng. Tà lập tử tỵ nhờ sự hỗ trợ của thiên tài, tình hình tài chính trong tử vi tháng 7 của tuổi tỵ cũng khởi sắc đáng kể. Công việc tốt đem lại thu nhập mới, các khoản đầu tư cũng bắt đầu sinh lợi nhuận lớn. Trong tháng này bạn có thể thoải mái tự thưởng cho mình một món đồ mong muốn. Đây cũng là thời điểm tốt để khởi động các dự án kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, cần thận trọng và không nên quá tham lam hay tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của mình bởi mọi việc mới mẻ đều có thể gặp chắc trở. Tình duyên tuổi tỵ Tiểu vi tháng 7 này, mâu thuẫn có thể phát sinh trong các mối quan hệ của bản mệnh do những sự việc tích tụ từ trước. Thay vì tranh cãi, bạn nên học cách nhìn nhận và sửa chữa điểm chưa tốt ở bản thân. Chỉ khi chính bạn trở nên hoàn thiện hơn thì mới mong gặp được người tuyệt vời. Đồng thời, bạn cũng cần quyết tâm loại bỏ dần những mối quan hệ độc hại đang cản trở sự phát triển của bản thân. 7. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi ngọ Sự nghiệp tuổi ngọ Tháng mới trong tử vi 12 con giáp các bản mệnh tuổi ngọ được soi chiếu để dẫn đường đạt được thành công xứng đáng bạn có thể tận dụng cơ hội này để tiến xa hơn trong công việc nhờ vào khả năng thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả các dự án kế hoạch trước đây cũng có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ đặc biệt tiểu vị tháng 7 cho thấy tuổi ngọ sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mở ra nhiều cơ hội mới tài lập tuổi ngọ. Phương diện tài chính trong tiểu vi tháng 7 của tuổi ngọ lúc này cực kỳ tốt đẹp. Nhờ bước tiến trong công việc và những cố gắng trong thời gian qua được ghi nhận, họ thậm chí có thể hỗ trợ người khác thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính. Ngoài ra, sự xuất hiện của nhất bạch trong cung Tây Bắc cũng là điểm báo tốt lành, mang lại quý nhân phụ trợ và các giao dịch ký kết hợp đồng đều thu về kết quả khả quan. Tình duyên tuổi ngọ Đối với những người tuổi ngọ, tử vi tháng 7 dự báo họ sẽ gặp được những mối nhân duyên tốt đẹp, giúp họ lựa chọn được những đối tác phù hợp. Với những ai đang độc thân thay vì vội vàng quyết định tốt hơn là nên tận hưởng quá trình tìm hiểu và làm quen. Đối với các cặp đôi, đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ và tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài ra, các mối quan hệ cũng trở nên hài hòa, vui vẻ hơn khi hai bên tôn trọng ý kiến của nhau. 8. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi mùi Sự nghiệp tuổi mùi Tuổi mùi được chính quan nâng đỡ dẫn đến những bước tiến thận trọng và khôn ngoan trong công việc. Bạn có thể an tâm và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang đến. Biến ước mơ thành hiện thực. Việc tha thứ cho những lỗi lầm của người khác cũng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Theo tử vi tháng 7, sự nghiệp của tuổi mùi đang giai đoạn thăng hoa. Vì vậy hãy tiếp tục nỗ lực và tận dụng tối đa cơ hội đang tới. Ta lập tuổi mùi. Theo tử vi tháng 7, ngũ hành tương sinh dự báo tài khoản ngân hàng của tuổi mùi đang tăng lên. Những ai kinh doanh đúng xu hướng sẽ đạt doanh thu vượt ngưỡng trong tháng này. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng và thuận lợi, không gặp khó khăn đáng kể khi bác bạch bay về phương Đông Nam. Tuy nhiên, đừng quá xa đà vào việc mua sắm, hãy luôn cân đối với số tiền hiện có tình duyên tuổi mùi nguyệt lệnh dưỡng giúp bạn có những bước tiến vững chắc trong tình cảm nhờ sự tự tin và độc lập bạn biết rõ nên làm gì để cải thiện vận trình tình cảm chính thái độ này sẽ giúp bạn tìm được hạnh phúc cho mình và người yêu đối với người độc thân duyên tình cũng đang bước vào giai đoạn tốt đẹp Tuy nhiên, tử vi tháng 7 cũng cho biết bạn cần giữ sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng trong các cuộc hẹn, không nên bộc lộ hết ưu điểm, nhược điểm của mình quá nhanh. 9. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi thân một Sự nghiệp tiểu thân Theo tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, thiên ngắn xô so đường, chỉ lối nên vận trình sự nghiệp của tuổi thân không có gì quá lo lắng. Tháng này bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những nội dung công việc mới, có thể đi công tác hoặc gặp gỡ khách hàng. Những người kinh doanh mới hoặc bắt đầu môi trường mới dự báo sẽ trải qua nhiều thách thức. Vì vậy, bạn nên tìm lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn để tìm ra giải pháp tốt nhất. Tài lập tuổi thân Tuổi thân trong tử vi tháng 7 sẽ có sự chuyển biến lớn về vận may, sự nghiệp và tài chính trong thời gian tới. Các cơ hội kiếm tiền đang bắt đầu rộng mở thích hợp để đầu tư, nhưng cần tránh nóng vội. Nếu có bất cứ cơ hội nào để cải thiện về tài chính hoặc kiếm thêm tiền, bạn nên chủ động thực hiện các kế hoạch. Mặc dù giai đoạn đầu có thể gặp một số khó khăn, nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tình duyên tuổi thân Tình duyên của người tuổi thân trong tháng 7 năm 2024 sẽ có nhiều điều thú vị và hạnh phúc. Bạn có thể gặp được người mình yêu thương hoặc có thể tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần giữ gìn sự trung thành và tôn trọng trong tình yêu. 10. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi dậu Sự nghiệp tuổi dậu, tuổi dậu được chính nắng che chở để tập trung hoàn thiện công việc, sớm đạt được mục tiêu bởi bạn được làm được những việc mình yêu thích. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 7 vẫn có những thay đổi khó lường, khiến bản mệnh liên tục phải thích nghi. Đôi lúc tuổi dậu nghi ngờ chính bản thân khi công việc không diễn ra như kế hoạch. Tà lập tuổi dậu Vận trình tà lập của tuổi dậu trong tử vi tháng 7 này khá thuận lợi. Các giao dịch ký kết hợp đồng đều mang lại kết quả khả quan. Có khả năng nhận được đề nghị hợp tác kinh doanh từ người quen. Dù công việc này có phần mơ hồ, nhưng bạn vẫn cảm thấy rất thích thú. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, không nên quá ham lợi nhuận trước mắt. Tình duyên tuổi dậu Bách việc chủ đầu hai ghế thăm tháng này khiến cho vận trình tình duyên của tuổi dậu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Người độc thân khá khó khăn trong việc chọn lựa người phù hợp vì ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, hãy cứ cho cả hai thêm thời gian để xem xét những cảm nhận và trung cảm của nhau. Không nên vội vàng về chuyện tình cảm một khi bắt đầu rồi, nó sẽ khiến bạn phụ thuộc cảm xúc rất nhiều. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi Tuất, sự nghiệp tuổi Tuất mệnh có quan đới cho thấy tuổi Tuất rất chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Công việc đang tiến triển tốt, tuy nhiên bạn phải đối mặt với sự ghen tị từ những người xung quanh. Trong tử vi tháng 7 dự báo sẽ có những vấn đề khó lường, do đó bạn nên tìm sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm tam bích bay về cung đông bắc khiến một số người gặp rắc rối phức tạp ở nơi làm việc nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước tài lộc tuổi tuất trong tiểu vi thắng mới này tuổi tuất không đủ may mắn vì thế dù kiếm được đồng tiền nào thì bạn cũng trân trọng vì đó là công sức lao động của bạn. Chứ vì đôi lúc buồn tuổi mà mua sắm thiếu kiểm soát sẽ gây ra những hậu quả như thiếu tiền, mượn nợ người khác, cám dỗ mua sắm luôn thường trực. Vì thế bạn cần tự đánh lạc hướng của mình bằng việc dành hầu hết thời gian cho công việc hoặc dọn dẹp nhà cửa. Nếu để quá nhiều thời gian trống bạn lại càng có xu hướng lên mạng mua sắm online. Tình duyên tuổi tức Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của cô giáp tuổi Tuất Những căng thẳng của các cặp đôi lúc này hoàn toàn được hóa giải. Hơn nữa, khi hiểu rõ những tác nhân dẫn đến những hành động, lời nói vô lý của người ấy thì bạn cũng dễ thông cảm hơn. Khi bạn biết nói những câu an ủi, một nửa của bạn cũng cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn tình cảm của hai người. 12. Tử vi tháng 7 năm 2024 của tuổi hợi Sự nghiệp tuổi hợi Tuổi Hợi có trạng thái tinh thần phấn khởi trong tử vi tháng mới này. Vì vậy sự nghiệp của bạn đón nhận những bước tiến mới, hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Những ai mạnh dạng tham gia vào lĩnh vực mới cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Tài lộc tuổi Hợi. Theo tử vi tháng 7, Thiên Đức mang tới cho tuổi hợi cơ hội liên quan tới tiền bạc. Người làm ăn kinh doanh thời gian này cũng rất dễ để phát tài phát lộc. Bạn nên tập trung tận dụng các nguồn lực hiện có để gia tăng doanh thu. Bên cạnh tiết kiệm, hãy đầu tư một phần tiền vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của bản thân. Vì điều này sẽ giúp bạn thu hút được nhiều cơ hội tài chính tốt hơn trong tương lai. Tình duyên tuổi hợi, ngũ hành tương sinh mang lại những nhân duyên tốt đẹp cho con giáp tuổi hợi từ việc kết nối để làm ăn cho tới bắt đầu một mối quan hệ. Tử vi tháng 7 cho thấy những ai độc thân nên mở lòng để tìm kiếm đối tượng phù hợp. Với những cặp đôi, nếu có mâu thuẫn nhỏ thì hãy dành thời gian chia sẻ, lắng nghe nhau vì sẽ dễ dàng hòa giải hơn. Khi biết khiêm nhường, giảm bớt sự ích kỷ, mối quan hệ sẽ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tổng kết lại có bốn con giáp được dự đoán là may mắn, càng khổ lại càng giàu có, gấp, bộn. Đó là tuổi tý tuổi ngọ, tuổi tuất và tuổi hợi. Tiếp theo chương trình là dự đoán chi tiết từng con giáp trong ngày 1 tháng 7 âm lịch tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là con giáp tuổi tý Tử vi cho tuổi tý dự báo một ngày đầy may mắn về mặt tài chính. Bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui, liên quan đến tiền tài. Đó là kết quả của những nỗ lực và cố gắng bạn đã dành cho công việc trong thời gian qua. Đừng quên trân trọng thành quả của mình và cân nhắc kế hoạch quản lý tài chính để không phung phí những gì đã kiếm được. Việc tiết kiệm hay đầu tư vào thời điểm này đều là những lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, trong mối quan hệ tình cảm hôm nay lại là một ngày khá xung đột đối với tuổi Tý. Bạn và người bạn đời có thể gặp phải những căng thẳng không cần thiết khiến cho không gian tình yêu không còn vui vẻ như trước những mâu thuẫn có thể ngày càng gia tăng và khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi và chán giường tử vi khuyên bạn nỗ lực hơn để hàn gắn mối quan hệ này bởi nếu không có nguy cơ mối duyên của đôi bạn sẽ gặp khó khăn về mặt sức khỏe tử vi không đề cập cụ thể nhưng trong những ngày có nhiều căng thẳng như vậy, bạn cần dành thêm thời gian để thư giãn và giải tỏa stress. Điều này sẽ giúp cho tinh thần và sức khỏe của bạn được cải thiện. Con số may mắn 36, 81 và số 09. Tiếp theo là về con giáp tuổi Ngọ. Hôm nay là ngày tuổi Ngọ được dự báo sẽ có một ngày bình yên, bạn đang tận hưởng công việc mà bạn yêu thích. Với mức lương thưởng ổn định và cảm thấy hoàn toàn hài lòng với điều đó, tình yêu của tuổi ngọ cũng đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ đến một chút ghen tuông. Đề nghị bạn thực hiện một vài điều lãng mạn vào buổi tối nay, có thể làm cho người ấy cực kỳ bất ngờ và vui vẻ. Tối nay tuổi ngọ nên ra ngoài để thở không khí trong lành và tập thể dục nhẹ nhàng để tinh thần được thư giãn hơn. Con số may mắn: 43, 86 và 34. Tiếp theo là con giáp tuổi Tuất. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay, tuổi Tuất được dự báo sẽ có vận may tài lộc đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh. Công việc buôn bán sẽ rất thuận lợi và hanh thông. Bạn sẽ tìm thấy hướng đi mới sau một thời gian tìm kiếm và có triển vọng thành công vững chắc trong những thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc, vận trình tình cảm của tuổi Tuất không có nhiều chuyển biến dù bạn luôn thể hiện sự nhiệt tình nhưng có thể không nhận được đáp lại dẫn đến cảm xúc chán nản và buồn bã đối với tình cảm tiểu vi hôm nay khuyên tuổi tức nên cẩn trọng và không nên vội vàng với sức khỏe ngày hôm nay khá ổn định nhưng tuổi tức nên chăm chỉ vận động thể chất hơn đừng trì hoãn việc tập luyện thêm hãy chủ động sắp xếp thời gian để có thể chăm sóc bản thân tốt hơn việc rèn luyện sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn đồng thời cải thiện vận trình của bạn theo hướng tích cực. Con số may mắn 40, 80 và 61. Tiếp theo là con giáp tuổi hợi. Tử vi ngày 1 tháng 7 năm 2024 cho tuổi hợi cho thấy hôm nay bạn sẽ có xu hướng suy tư nhiều hơn. Đặc biệt là những hồi ức trong quá khứ có thể quay về và gây phiền lòng. Tuy nhiên lời khuyên cho bạn là hãy tỉnh táo nhìn nhận và để những muộn phiền đó ngủ yên Hướng tâm trí vào những điều tươi sáng và tốt đẹp hơn trong tương lai sẽ giúp bạn nạp năng lượng và cảm thấy thoải mái hơn. Về mặt tài chính, hôm nay sẽ mang đến may mắn bất ngờ và tiền bạc cho tuổi hợi. Thay vì nghĩ đến việc tiêu tiền và mua sắm, tử vi khuyên bạn nên dùng số tiền này để thanh toán các khoản nợ trước. Việc này sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tâm tư thoải mái hơn, cũng như làm mọi việc hiệu quả hơn. Hãy cân nhắc tích lũy một phần để dành khi có cơ hội Về sức khỏe, tuổi hợi có thể cảm thấy mệt mỏi do có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trong ngày hôm nay bao gồm các công việc và các vấn đề cá nhân Đừng dồn căng thẳng và bực bội lên người khác Họ không có liên quan gì đến sự bận rộn của bạn Hãy cố gắng duy trì bình tĩnh và giải tỏa stress bằng cách tổ chức công việc hợp lý và dành thời gian cho các hoạt động thư giãn Con số may mắn 61 46 và 39. Trên đây, Phong Thủy Phát Tài đã đưa ra những luận giải chi tiết về tử vi 12 con giáp trong ngày 1 tháng 7 âm lịch. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành, có dự báo trước sẽ giúp quý vị có kế hoạch trong tương lai. Cuối cùng, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị tháng mới bình an và hạnh phúc còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo